Chào mừng em đã quay trở lại với channel review đồng hồ chính hãng của Citywatch. Hôm nay Citywatch sẽ đem lại cho em một chiếc T-Shot 1853 quen thuộc, dòng sản phẩm phải nói là vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Và ngày hôm nay là chiếc T-Shot Auto với một thiết kế phải nói là vô cùng là chất và sang trọng, lịch lãm. Đây, dòng chính ngày hôm nay. Đây các bạn, em T-Shot Tradition cực kỳ là đẹp với một thiết kế hộp mới sang trọng. Và phải nói là cái chiếc này á, hiện tại mình đang rất là hot các bạn, không chỉ riêng ở thị trường Việt Nam, thị trường toàn cầu chiếc này cũng đang cực kỳ là hot luôn, vì nó sở hữu trong mình một thiết kế phải nói là hay, lôi cuốn, đầy sức hút. Này các bạn, dòng sản phẩm T-Shot Tradition Small Second, kim dây nhỏ ở góc 6 giờ, một trong những điểm khá là hay trên dòng sản phẩm này. Em này thì là các mã số dash code là T0634283600 với đầy đủ những thông tin mà hãng để ở đây là thép không gỉ này, trong nước 33, máy auto, kính sapphire, đầy đủ số series, số mã quy code đầy đủ ở đây. Em này là một trong những chiếc phải nói thuộc ở trường phái là cổ điển, lịch lãm và không bao giờ là bị lỗi thời các bạn nha. Đó, em này sẽ sử dụng cái cổ máy là đời đầu của dòng máy T-Shot, của máy ET2824 trứ danh, và phải nói là không bao giờ hỏng các bạn, rất là bền và cực kỳ là nổi tiếng. Nếu anh em nào đã biết cái dòng máy Power 1980 thì cũng đã biết rồi, đấy là cái cổ máy được nâng cấp lên từ cổ máy ET2824 trứ danh của T-Shot này. Cổ máy 2824 này thì đã lắp ráp ở rất là nhiều những phiên bản thế của chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ rồi, và chiếc này cũng không ngoại lệ. Em này thì có phần cái size là size 40 ha, cái size 40, độ dày lên tay là khá là hợp lý, chỉ khoảng tầm 11 ly thôi, độ dày khá là mỏng đối với đồng hồ cơ. Và chiều dài tóc sưu tóc em này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 47 ha, khoảng tầm 47. Kích thước này thì nó sẽ phù hợp cho những em có tay khoảng tầm là 15.5 đổ lên thì lên tay chiếc này là khá là đẹp và vô cùng là xứng đáng. Bây giờ mình sẽ lên tay thử cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng cái T-Shot Small Second này. Đây, đây các bạn, em thấy không, nó là đẹp luôn. Em này thì đẹp nhất chính là cái phần kim, cùng với đó là cái phần cọc số index được làm nổi bật trên tấm nền đeo màu trắng, cực kỳ là trang nhã và hợp lý. Cùng với đó là cái phần vân Gucci ở phần sub trung tâm, nó làm tôn vinh lên cái vẻ đẹp của em chiếc T-Shot 1853 này. Tay mình có cổ tay là 16 ha, nhưng em có cổ tay khoảng tầm là 15.5 đổ lên thì lên tay chiếc này là ok rồi, rất là đẹp. Đó, rồi nhân vật chính ngày hôm nay thì nó sẽ là thiết kế ở phần logo quen thuộc T-Shot 1853 ở góc 12 giờ, ô lịch ngày tiện lợi nằm ở góc 3 giờ, cùng với dòng chữ Automatic góc 6 giờ. Và cái dòng chữ Automatic này thì nó nằm trong một cái shop deo nhỏ là cái góc Small Second, nó sẽ chứa đựng cái phần kim dây nhỏ đây đó, cùng với nó dòng chữ Swiss Match đây. Rồi, và phần cọc số là công những cái điểm cộng trên chiếc này, với phần số index được làm hiển thị cực kỳ là tốt đó, cùng với đó là phần chi vạch. Và cái vật index này thì nó sẽ ở thứ xuất hiện ở 11 cái cọc số thôi, riêng cọc số góc 12 giờ sẽ là cọc số La Mã, nó sẽ tăng cái sự là nam tính trên chiếc đồng hồ này đó. Nếu mà full index thì nó không có, hơi đơn điệu ha, nhưng mà mình thấy có cái cọc số La Mã góc 12 giờ như thế này thì nó sẽ tăng cái sự nam tính lên một chút và hợp lý hơn đó. Rồi, kính sẽ là kính sapphire chống trầy hoàn hảo của T-Shot, anh em cũng đã biết rồi. Rồi, các phần vỏ thì sẽ làm tông màu Bevedere Gold, vỏ viền benzen Bevedere Gold bóng hoàn toàn ha. Anh em thấy được cái nước mạ em này phải nói là vô cùng là chất lượng, quá đẹp. Cùng với đó phần kim cọc cũng vậy, cái chi tiết mạ Bevedere Gold phải nói là quá đẹp và phải nói là đạt mức hoàn hảo. Rồi, cái nấm chỉnh giờ sẽ có dòng chữ T đó, T phần nấm chỉnh giờ đây, rất là đẹp ha. Nắp lưng sẽ là nắp lưng dạng là đẩy hở, anh em thể quan sát được của máy ta 2824 với 25 chân kính của Swiss Match. Đó, bên trong chuyển động rất là đẹp. Ngoài này thì anh em sẽ thấy một nắp lưng, mặt nắp lưng nó sẽ là dạng đáy đóng ha, dạng đáy đóng. Thân thép không gỉ nè, sản xuất của T-Shot nè, kính sapphire nè, series sản phẩm T063428 nè, trong nước 3HM, của đó là cái phần số series của máy ha, số series của máy nó sẽ trùng với số series trên cái phần đây và phần số series trên phần cái tag code ha. Đây, rất là đẹp. Phần sau thì cũng được sang mạ Bevedere Rose Gold luôn, full Rose Gold, cực kỳ là sang. Rồi, về phần dây, em này sẽ sử dụng một phần dây của T-Shot với độ rộng dây là 20-18 và một chiếc khóa bướm gập, có logo của T-Shot ở đây. Không có khóa này thì là khóa gập,
thì nó sẽ giúp cho anh em sử dụng ở chiếc dây này nó bền bỉ hơn, hợp lý hơn. Đó, dạng giật các bạn nha. Ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, T0634283603800, dòng sản phẩm T-Shirt Small Second Tradition cực kỳ là đẹp và hợp lý. Nếu anh em nào chưa sử dụng được em này thì hãy liên hệ ngay số tài mình là 0938777244, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo để mình tư vấn để sử dụng em này ngay. Em này thì giá store khá cao và giá siêu quá đem về cho em thì phải nói là vô cùng hợp lý và hấp dẫn nha. Giá trị đâu đó lên quanh khoảng tầm 9,7 triệu thôi. Giá phải nói là rất ok. Đó, giá chi tiết em tham khảo cập nhật admin để phần tiêu đề. Cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch nha. Đừng quên ấn like, subscribe kênh để có thể xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.